đi đâu nữa rồi. Ba con dắt lên xào rồi ba ơi. Ủa dính con lươn á cả. Ừ. Mấy con cá rô à. Này biết làm gì không? Có chi sầu. Chi sầu đang nhậu hả? Chi sầu đang nhậu á. Rồi con lươn nó làm gì? Chiên luôn hả? Chiên luôn. Đâu có ăn đâu. Ăn cơm chưa? Chiên sầu luôn. Rồi hết rồi đó ha. Có nhiều đó. Rồi. Trời được con lươn ngon quá ha. Mở gì đánh ăn đó. Giờ có con lươn nè. Cái hộp vịt nữa thôi đó. Mẹ tao bẻ 2 giò đó. Ăn kho đó mới ăn cái nào ăn nè. Con còn nhiêu là cua lắm. Bye bye. Ôi thật quá có nhiều nè. Rồi. Làm gì lên Facebook rồi? Ừ. Ở giờ làm gì vậy anh? Mà có làm thường không hay là nghỉ hoài? Nghỉ hoài tháng bận rồi. Trời ơi, ủa rồi trưởng giờ nó làm gì vậy anh? Có hả? Ờ làm gì? Làm gì? Nhà chiên hả? Nghỉ mão thầu luôn hả hay là là sao? Làm công à, ngày phải không? Dính con nào không anh? Dính nào không? Dính con nào không? Không dính luôn hả? Cá lóc không anh? Không. Này không đủ ăn. Không đủ ăn nữa hả? Bữa có thì hết cá. Ừ. Thank you.
sâu quá rồi mình có chích được. Đục lên mình mò. Hôm nãy thấy có con gì mới chạy nữa. Một con cá lóc kìa. Cá lóc đó. Cá lóc nào mày ơi. Chị ơi, cá lóc. Thấy nó chạy qua bên kia. Mấy con nó nói vậy đó. Nói cho có vậy đó. Nhiều được rồi. Nhiều đầu nhiều nữa.